Thưa quý vị, thủ đô Kiev của Ukraine hôm nay đã hứng chịu trận tập kích tên lửa dữ dội nhất trong nửa năm qua, khiến nhiều phương tiện bị phá hủy, ít nhất 5 người thiệt mạng, 12 người bị thương. Ít nhất 5 quả tên lửa đã lao xuống trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng nay, tức khoảng 12 giờ 15 giờ Hà Nội. Các tên lửa đánh trúng các mục tiêu ở một số quận tại trung tâm Kiev. Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết một tên lửa rơi xuống phố Volodymyrska gần văn phòng Tổng thống Zelensky và cơ quan an ninh Ukraine. Giới chức Ukraine xác nhận ít nhất 5 dân thường thiệt mạng, 12 người bị thương sau vụ tập kích tên lửa. Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân không rời khỏi nơi trú ẩn bởi nhiều tên lửa nữa có thể sẽ tiếp tục tấn công. Chúng ta đang đối mặt với những kẻ khủng bố. Hàng chục tên lửa đã tấn công vào mục tiêu đầu tiên là các cơ sở năng lượng trên nhiều vùng. Mục tiêu thứ hai là con người. Nhưng lực lượng phòng không của chúng ta đang hoạt động. Xin hãy ở lại nơi trú ẩn hôm nay và luôn tuân thủ quy tắc an toàn. Đây là vụ tấn công dữ dội nhất vào Kiev sau nhiều tháng yên tĩnh. Lần gần nhất thủ đô Ukraine bị tập kích là vào ngày 26 tháng 6. Giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine hiện nay tập trung chủ yếu ở khu vực Kharkov ở vùng Đông Bắc và Kherson ở miền Nam nước này. Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, ngoài Kiev, nhiều thành phố khác cũng bị không kích như Lviv, Zhytomyr và Ternopil. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga đứng sau vụ tập kích, cho rằng họ đang cố gắng hủy diệt và xóa sổ Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin. Các vụ tập kích tên lửa nhắm vào thủ đô Kiev xảy ra sau khi cầu Crimea bị tấn công vào sáng 8 tháng 10. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc mà Moscow gọi là vụ tấn công khủng bố này, song Kiev chưa lên tiếng nhận trách nhiệm. Tình trạng cạn kiệt nguồn cung xăng dầu vẫn tiếp tục trầm trọng tại Pháp trong bối cảnh các cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ thuộc tập đoàn Total và liên doanh Estor ExxonMobil đã kéo dài hơn 10 ngày qua. Hiện cứ 3 cây xăng tại Pháp thì một cây tạm dừng hoạt động hoặc không có xăng dầu. Hàng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau lên đến vài cây số trong những ngày nghỉ cuối tuần vừa qua là hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp tại các trạm xăng còn hoạt động tại Pháp. Thành thật mà nói, hôm nay người Pháp đều muốn trả tiền cho nhiên liệu. Nhìn hàng dài xe kia mà xem, sự thiếu hụt đã dẫn đến tình trạng này. Tôi ở trong tình thế cần phải mua xăng, còn về giá cả, tôi chẳng có quyền lựa chọn. Dù giá cao, tôi cũng không thể đi đâu khác để mua. Trong khi đó, các cuộc đình công của người lao động tại các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ thuộc các tập đoàn năng lượng Total và Esso ExxonMobil tiếp tục kéo dài trong 2 tuần qua. Phía nghiệp đoàn bảo lưu yêu cầu tăng 10% lương, trong đó 7% bù đắp mức lạm phát leo thang và 3% là chia sẻ lợi nhuận. Với việc vận hành một mạng lưới khoảng 3.500 trạm bơm xăng trên khắp nước Pháp, tương đương gần 1/3 tổng số trạm xăng của nước này, trong 6 tháng đầu năm 2022, tập đoàn Total đã ghi nhận mức lợi nhuận ước tính lên tới 10,6 tỷ đô la Mỹ. Total ngày 9 tháng 10 cho biết sẽ đàm phán về lương nếu các nghiệp đoàn ngừng phong tỏa các kho chứa nhiên liệu và các cơ sở lọc dầu, làm ảnh hưởng nặng nề đến nguồn cung năng lượng trên toàn quốc. Các tập đoàn năng lượng và phía các nghiệp đoàn dự kiến sẽ tiến hành các cuộc thương lượng bắt đầu từ ngày 10 tháng 10. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhiên liệu tại các trạm xăng khó có thể sớm được cải thiện bởi phía giới chủ nêu điều kiện các cuộc đình công cần chấm dứt ngay lập tức và dự kiến chỉ chấp nhận mức tăng lương từ 5 đến 6%. Trước đó, chính phủ Pháp đã phải mở kho dự trữ chiến lược, trấn an người dân, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp và nghiệp đoàn thúc đẩy đàm phán. Từ ngày 11 tháng 10, Nhật Bản sẽ chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế với việc miễn thị thực với du khách đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ hàng chục quốc gia. Hồi sinh ngành du lịch tại xứ Anh Đào được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế cũng như đạt được một số lợi ích khi đồng yên trượt giá xuống mức thấp nhất trong 24 năm. Những ngày này, nhân viên của các nhà trọ, khách sạn Nhật Bản đang tất bật chuẩn bị cho sự trở lại của du khách quốc tế. Anh Arata Sawa là một trong số những người rất háo hức với sự kiện này, khi du khách quốc tế chiếm tới 90% khách tại nhà trọ truyền thống Sawanoya của gia đình anh. Nhưng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, do chính sách kiểm soát nghiêm ngặt, số lượng khách tới nhà trọ này có thời điểm chỉ bằng không. Để thích ứng, họ đã chuyển sang dịch vụ spa ban ngày và văn phòng từ xa cho người dân Tokyo. Nhưng doanh thu vẫn chưa bằng một nửa so với trước khi Nhật Bản thực hiện các biện pháp giới hạn biên giới vào tháng 4 năm 2020. Từ khi bắt đầu đại dịch đến giờ, chúng tôi chỉ có một vài khách nước ngoài.
Khá nhiều người trong số họ đều đeo khẩu trang, nhưng tôi thực sự không chắc liệu những người đến thăm kể từ bây giờ có như kế hoạch không. Ngoài việc dỡ bỏ các hạn chế đối với khách du lịch, Nhật Bản cũng sẽ bỏ giới hạn lượng khách hàng ngày, hiện đang ở mức 50.000 người, và có thể sửa đổi các quy định về khách sạn, cho phép họ từ chối những khách không tuân thủ các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, chẳng hạn như đeo khẩu trang. Tôi hy vọng những khách du lịch đến đây sẽ tôn trọng những biện pháp kiểm soát dịch mà Nhật Bản đang áp dụng. Cho dù điều đó có phù hợp với chúng ta hay không, chúng ta vẫn cần phải tôn trọng và làm theo những điều họ nói. Được biết, chính phủ Nhật Bản đang đặt mục tiêu thu hút 5.000 tỷ yên, tương đương 34,5 tỷ đô la Mỹ chi tiêu đối với khách du lịch hàng năm. Nhưng mục tiêu đó có thể là quá tham vọng đối với một lĩnh vực bị tác động rất tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Chiều nay, theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Kinh tế năm 2022 thuộc về ba nhà kinh tế học gồm Benber Rankin thuộc Viện Brookings của Mỹ, Douglas Diamond thuộc Đại học Chicago của Mỹ và Philip Davis thuộc Đại học Washington, Mỹ nhờ nghiên cứu về ngân hàng và các cuộc khủng hoảng tài chính. Trong đó, ông Ben Bernanke là cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Giải thưởng này cũng đã khép lại tuần lễ Nobel của năm 2022. Năm ngoái, giải Nobel Kinh tế đã được trao cho ba nhà kinh tế học người Mỹ là David Karp, Joshua Angrit và Guido Imbens với những công trình nghiên cứu đã giúp giải mã những câu hỏi quan trọng về nền kinh tế lao động và quan hệ nhân quả trong lĩnh vực này. Theo báo cáo môi trường 5 năm do chính phủ Australia công bố vừa qua, nước này đã mất nhiều loài động vật có vú hơn bất kỳ châu lục nào khác và là một trong những quốc gia có tốc độ suy giảm loài nghiêm trọng nhất trong số các nước giàu trên thế giới. Báo cáo cũng cho thấy số lượng các loài được thêm vào danh sách bị đe dọa hoặc có nguy cơ cao đã tăng trung bình 8% so với hồi năm 2016. Trước tình hình đáng lo ngại này, chính phủ Australia đã lên kế hoạch ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật, chấm dứt tình trạng là quốc gia có tỷ lệ động vật có vú tuyệt chủng cao nhất thế giới. Những nỗ lực đang được triển khai như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Vào đầu năm, các báo cáo về môi trường ở Australia đã cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng các loài động thực vật của nước này. Nhiều loài sinh vật bản địa hiện đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, bao gồm bị thu hẹp môi trường sống, sự xâm hại của sâu bệnh và cỏ dại, biến đổi khí hậu và đặc biệt là các thảm họa thiên nhiên diễn ra ngày càng thường xuyên hơn, có mức độ tàn phá cao hơn. Chưa bao giờ việc hành động vì môi trường lại cần thiết như lúc này. Cách tiếp cận và xử lý hiện tại không mang lại hiệu quả. Chúng tôi quyết tâm mang đến cơ hội sống tốt hơn cho các loài sinh vật hoang dã. Theo Bộ Môi trường Australia, mục tiêu bảo vệ 30% diện tích đất liền của nước này, theo các đạo luật mới về môi trường sẽ giúp các loài sinh vật đang bị đe dọa có môi trường sống ổn định hơn. Được biết, chiến dịch ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài sinh vật ở Australia kéo dài trong 10 năm với mục đích cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, gây dựng thành công số cá thể mang tính dự trữ đối với các loài sinh vật chính trong những quần thể ít động vật, đồng thời tăng cường giám sát số cá thể tại các quần thể sinh vật hiện có. Khi chúng ta quan tâm tới việc một loài đang trên bờ vực tuyệt chủng, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta phải bảo vệ môi trường sống của chúng, đảm bảo rằng loài đó có cơ hội tồn tại và phục hồi. Một số nội dung khác của chiến dịch bao gồm nỗ lực giảm tác động đến môi trường của các loài như mèo hoang, cáo và một loài cỏ dại, thường được gọi là cỏ gamba. Ngoài ra, chiến dịch cũng kêu gọi khai thác và tận dụng kiến thức của các nhóm người thổ dân bản địa Australia trong việc bảo vệ môi trường. Chiến lược môi trường là câu trả lời của chính phủ đối với báo cáo của nhà nước về môi trường, trong đó chỉ ra rằng Australia là lục địa có tỷ lệ các loài sinh vật bị tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Theo kế hoạch, sẽ có 20 khu vực có số loài sinh vật bị đe dọa ở mức cao, được đặc biệt quan tâm ở bang Nam Australia, khu vực Blue Mountain ở bang New South Wales, nơi từng bị tàn phá vì cháy rừng vào các năm 2019-2020.